Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, hàng năm thì vào cái đêm giao thừa thì chúng ta thường thấy mọi người bày một cái mâm cỗ cúng giao thừa ngoài sân, đúng không ạ? Thì đó chính là cái lễ được gọi là cái lễ nghênh Thái Tuế, cúng giao thừa đầu năm. Vậy Thái Tuế là gì? Và trong năm 2024 năm Giáp Thìn này thì những tuổi nào bị phạm Thái Tuế? Thái Tuế có thực sự nguy hiểm không? Và làm thế nào để hóa giải được? Đó. Thì xin mời quý vị và các bạn theo dõi trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong video ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về Thái Tuế năm 2024 năm Giáp Thìn và năm tuổi đại hạn Thái Tuế. Làm gì thì cũng gặp xui xẻo đủ đường, càng làm thì càng lỗ. Vậy đó là những tuổi nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, như quý vị đã biết ấy, Thái Tuế đúng không ạ? Thái Tuế với hình tượng là ông Thái Tuế này. Đó. Thái Tuế hay còn gọi là Thái Tuế Tinh Quân ấy, còn gọi là Tuế Quân ấy, đấy là tên của Tinh Tú, là một trong những vị thần cai quản của trần gian trong một năm. Đấy. Mỗi năm thì lại có một cái vị Thái Tuế cai quản, gọi là gì? Gọi là ngày đương cai Thái Tuế, hay là đương niên Thái Tuế, hoặc là gì? Lưu niên Thái Tuế, vân vân. Đấy. Thái Tuế năm 2024 là Lý Thành đại tướng quân cai quản. Ông là người hiếu thuận và gì có phẩm hạnh tốt đẹp. Ông là người có công lớn trong việc khuyến khích phát triển cái ngành nông nghiệp, mở trường học và tạo phúc cho thế hệ mai sau. Đó. Vậy thì phạm Thái Tuế là gì? Thì chúng ta đã biết ấy, trong 12 con giáp, đúng không ạ? Trong 12 con giáp từ vị trí Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, cứ 12 năm thì lặp lại một vòng và 60 năm thì lại lặp lại một vòng lục thập hóa giáp. Đó. Và phạm Thái Tuế tức là gì? Tức là cái năm tuổi nó bị phạm một cái cục diện hình hại xung khắc với Thái Tuế. Đúng không? Phạm Thái Tuế thực chất là xung với Thái Tuế, tức là năm tuổi của ai đó bị xung với lại cái năm, cụ thể là gì? Xung với địa chi của con giáp trong năm đó thì gọi là bị phạm Thái Tuế. Ví dụ như năm 2024 là năm Giáp Thìn, đúng không ạ? Năm Giáp Thìn thì những người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và tuổi Mão sẽ bị là những con giáp bị phạm Thái Tuế. Trong năm phạm Thái Tuế thì gia chủ sẽ gặp phải nhiều cái bất lợi, công việc thì khó khăn, sức khỏe thì suy giảm, tình cảm thì lận đận và tiền bạc thì hao tốn. Vì thế bản mệnh làm việc gì cũng cần phải cẩn thận hơn để hạn chế những cái sự cố không mong muốn. Ở trong văn hóa dân gian có quan niệm thấy Thái Tuế tức là gì, trên đầu không có hồi hỉ thì chắc chắn có họa, hoặc là gì, động thổ trên đầu Thái Tuế. Cũng từ đó cái tín ngưỡng dân gian rất dè chừng với cái ảnh hưởng của Thái Tuế. Dù phạm Thái Tuế dưới góc độ nào thì cũng sẽ chịu ảnh hưởng ít nhiều, hành sự cần phải cẩn trọng hơn. Quý vị thân mến, hạn Thái Tuế thì sẽ có 5 loại. Đầu tiên là trực Thái Tuế, đúng không? Xung Thái Tuế, hình Thái Tuế, hại Thái Tuế và phá Thái Tuế. Mỗi một loại hình hại lại có cái tác động nhất định, đúng không ạ, trên từng cái phương diện về cuộc sống, cụ thể như sau. Đầu tiên chúng ta xét về cái trực Thái Tuế, đúng không ạ? Trực Thái Tuế thì những năm nào mà con giáp cầm tinh, những con giáp cầm tinh của năm đó, địa chi con giáp trùng với địa chi của con giáp cầm tinh năm đó thì gì, thì cái năm đó gọi là năm gì, năm trực Thái Tuế. Năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Thìn là trực Thái Tuế. Đó. Những năm mà trực Thái Tuế tức là gì, tới năm tuổi của con giáp nào thì con giáp đó phạm trực Thái Tuế. Chu kỳ quỹ đạo của sao Mộc xấp xỉ là 12 năm, nên chu kỳ này sẽ lặp lại cứ 12 năm một lần. Người bị trực Thái Tuế dễ gặp nhiều cái rắc rối, gặp nhiều cái chuyện buồn bực không được như ý nguyện, có thể phải bỏ nhiều công sức nhưng mà thành quả thu về lại không được như ý. Cục diện thứ hai là xung Thái Tuế. Xung Thái Tuế tức là cái quan hệ địa chi tương xung ấy. Năm 2024 nó giáp Thìn là Thìn ở trực Thái Tuế, đúng không ạ? Như vậy xung sẽ là những người tuổi Tuất thì sẽ gặp cục diện là xung Thái Tuế. Quý vị thân mến, xung Thái Tuế là mối quan hệ tương xung địa chi. Năm hạn Thái Tuế xung với lại năm tuổi của cầm tinh. Các cặp xung Thái Tuế thì bao gồm như là gì? Tý Ngọ này, Mão Dậu này, Thìn Tuất này, Sửu Mùi này, Dần Thân này, Tỵ Hợi này, vân vân. Đó. Những người mà bị xung Thái Tuế sẽ có nhiều cái xáo trộn trong cuộc sống. Và cuộc sống thì sẽ có nhiều cái thay đổi, môi trường xung quanh thì gặp nhiều cái biến động, không được quý nhân giúp đỡ nên là làm gì cũng cần phải hết sức cẩn thận. Thứ ba là cục diện hình Thái Tuế. Đó, hình Thái Tuế chính là
không xung không khắc rồi. Năm nay thì những người tuổi tuổi Thìn ấy, tuổi Thìn là vừa bị hình thế tuế đúng không ạ, và tuổi Mùi đấy, tuổi Mùi sẽ phạm vào hình thế tuế. Hình thế tuế tức là thiên xung, tức là xung xung không chính diện ấy. Những người gặp hình thế tuế thì bị ảnh hưởng nhất định, dễ bị thị phi, bị tiểu nhân quấy phá, gặp cái tai nạn, hình hại, hình thương bất ngờ đó. Tiếp theo là cục diện hại thái tuế. Thì trong năm chúng ta có cục diện lục hại, đó là Thìn Mão là hại nhau. Như vậy những người tuổi Mão thì vướng vào cục diện là hại thái tuế. Những năm mà phạm vào hại thái tuế tức là gì? Cái năm thái tuế hại cái tuổi của con giáp. Những người gặp cái hại thái tuế thì dễ gặp cái chuyện bất an, tài vận lẫn sự nghiệp đều khó, có những cái bước đột phá nhất định, thị phi nhiều, nên là cần phải cẩn trọng và cố gắng nhiều hơn nữa. Cuối cùng chúng ta có gọi là trạng thái là gọi là phá thái tuế đúng không? Phá thái tuế thì những người tuổi Sửu, Sửu thì sẽ phạm vào phá thái tuế. À thưa quý vị, phá thái tuế tức là tương phá đấy, cái năm hạn thái tuế đúng không? Phá cái tuổi cẩm tinh thì gọi là phá thái tuế. Những người gặp cái hạn phá thái tuế thì dễ gặp bất lợi trong cuộc sống và tổn thương trong chuyện làm ăn, và gì cái vận may thì bị sa sút, tiểu nhân thì bị hãm hại bủa vây. Năm 2024 năm Giáp Thìn có 5 con giáp bị phạm thái tuế, đó là tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và tuổi Mão. Cụ thể như sau: tuổi Thìn như tôi đã vừa giới thiệu với các bạn là trực thái tuế đúng không ạ, tuổi Mùi là hình thế tuế, và tuổi Mão thì là hại thái tuế, tuổi Sửu là phá thái tuế, và tuổi Tuất thì là xung thái tuế đó. Bây giờ chúng ta xét chi tiết từng tuổi phạm thái tuế trong năm 2024 xem là cát hung ra sao và làm thế nào để hóa giải được cái vận hạn này. À thưa quý vị, gặp cái năm thái tuế thì các cụ nhà ta có nói đó, thái tuế đương đầu tọa, vô hỷ ắt hữu họa. Có nghĩa là gặp thái tuế khi mà chúng ta biết, chúng ta nghênh đón thì sẽ gì tránh được những cái điều xấu và mang lại những cát lành trong cuộc sống. À như vậy là trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và tuổi Mão thì cần phải lưu ý là luôn mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế năm 2024 chính là của ngài Lý Thành Đại Tướng Quân ngự trị đó. Mặt trước của kim bài thái tuế có in là thái tuế tinh quân với biểu tượng của ngài Lý Thành Đại Tướng Quân đúng không ạ, ở dưới là có in lưu niên, có in là gì cái danh hiệu của ngài, mặt sau thì có cái hình là phủ thái tuế. Đấy, phủ thái tuế kèm theo thì cái lệnh của niên hiệu của năm và ký hiệu của con giáp phạm thái tuế. Vậy nên là khi mang theo cái kim bài thái tuế bên mình ấy, thì sẽ được thái tuế tương trợ giúp đỡ, sẽ hóa giải cái hạn thái tuế của năm, từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi hơn và mọi điều nó cũng trở nên là được tốt đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn. Đấy. À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn, mang lại cái bình an cho mình trong năm 2024 năm Quý Mão. Vậy thì một số người hỏi là những người không bị phạm thái tuế thì có phải nghênh đón, có phải sử dụng kim bài thái tuế không? À thưa quý vị, những chúng ta biết đấy, thái tuế tức là gì? Là tuế tinh, là tối đẳng tượng thần, là cái vị thần cai quản lớn nhất trong năm. Vậy nên tốt nhất là tuổi nào cũng nên sử dụng một cái kim bài thái tuế để nguyên đón ngài. Thì ngoài cái tuổi phạm thì cũng có những cái tuổi rất tốt, như là tuổi gì? Tuổi Dậu là được lục hợp với thái tuế, thì mang theo tuế quân thì cũng được thái tuế tương trợ giúp đỡ nhiều hơn. Tuổi Thân và tuổi Tý thì cũng được tăng hợp với thái tuế, đúng không? Thì cũng sẽ gì được thuận lợi và may mắn hơn. Đấy. Bên cạnh đó thì những người tuổi Dần thì cũng được cục diện là tam hội với thái tuế, tức là gì được thái tuế tương trợ giúp đỡ, giúp cho gì có được nhiều cái vận may để mở rộng cái quy mô kinh doanh làm ăn của mình. Vậy nên trong 12 con giáp thì quý vị nên sử dụng cái kim bài thái tuế hàng năm. Hàng năm thì mỗi người nhà chúng ta đúng không, nhà ai vậy cứ đầu năm là lại thực hiện một cái mâm cỗ cúng ở ngoài sân để thì nghênh đón thái tuế. Vậy nên là quý vị hãy mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được trợ vận hộ thân, giúp gia tăng cái vận may về tiền bạc, về tài lộc cho mình trong năm 2024 năm Giáp Thìn đó. Cái kim bài thái tuế này cũng được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị thỉnh thì hãy để lại họ tên, ngày tháng năm sinh, giờ sinh đúng không? Quý vị nên thỉnh sớm và sẽ sử dụng để sau cái lễ giao thừa nhé, sau cái cúng giao thừa xong thì sử dụng thì sẽ được may mắn và cát lợi nhất đó. Đó là cái kim bài thái tuế. Bây giờ chúng ta cùng xét về cái vận trình chi tiết của những tuổi bị phạm thái tuế chi tiết như sau. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những tuổi bị gì trực thái tuế, đó là những người tuổi Thìn. Những người tuổi Thìn thì bị trực thái tuế đấy, thì bao gồm các tuổi như là Giáp Thìn 1964, Bính Thìn 1976, Mậu Thìn 1988, Canh Thìn 2000 và Nhâm Thìn là 1952 đấy.
Trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì nói chung ấy bị cục diện là trực thái tuế, vậy nên công việc của những người tuổi Thìn bị chững lại, khó đạt được những cái thành tích tốt đẹp, thậm chí là làm nhiều nhưng chưa chắc đã được hưởng hết những thành quả đó. Bên cạnh đó, cái sự cạnh tranh, cái sự đấu đá có dấu hiệu tăng lên. Con giáp này phải mất khá nhiều thời gian và khá nhiều cái áp lực, và đôi khi cũng phải dè chừng với đối thủ, nên là chất lượng công việc nó cũng sẽ bị giảm sút và khó hoàn thành được những cái kế hoạch được giao như ban đầu. Không những vậy, tuổi này còn hành sự chỉ chú tâm vào cái điều mình nghĩ mà thiếu đi cái sự tổng quan, bỏ qua ngoài tai ý kiến của những người ngoài. Đến khi xảy ra những sự cố thì sẽ không kịp sửa đổi. Vậy nên là những người tuổi Thìn trong thời gian này phải hết sức lưu ý. Và để mang lại cái vận may cho mình trong năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, để được cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ giúp đỡ, giúp được thái tuế trợ lực và mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trong năm 2024 này. Vòng tam hợp cũng được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh vào tam hợp quý nhân mang lại cái vận may về tài lộc và tiền bạc cho mình. Tiếp theo là phương diện tài lộc của những người tuổi Thìn trong năm 2024 thì cũng cho thấy những dự án hùn hợp làm ăn của những người tuổi Thìn trong thời gian này cũng dễ gặp bất trắc nữa giữa chừng. Cái họa phá tài nó treo lơ lửng trên đầu, đầu tư làm ăn với cái quy mô lớn không thích hợp ở cái thời điểm này. Với cái vấn đề mà chọn đối tác thì cũng không nên làm qua loa, đặc biệt là với những người thân hay là những người quen biết ấy. Nếu không thì các bạn rất dễ dính vào những cái tranh chấp liên quan đến chuyện tiền bạc và là người phải chịu nhiều cái thiệt thòi. Nếu là cái dự án mà đang thực hiện dang dở thì các bạn nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước, tính toán một cách kỹ lưỡng cái lợi cái hại, làm đến đâu thì hết đến đấy, chắc đến đấy, đúng không? Cần chú ý, trong năm mà cái tài vận nó bất ổn, tốt nhất là những người tuổi Thìn không nên tham gia vào bất cứ cái trò cá độ đỏ đen nào, kẻo có ngày lại gì tay trắng. Về phương diện tình cảm của những người tuổi Thìn trong thời gian này thì nói chung là hung vận nó quá lớn trong năm, khiến cho bản mệnh tuổi Thìn ấy, những người độc thân ấy, dù vẫn có cơ hội gặp gỡ hẹn hò nhưng đa phần là chẳng đi tới đâu cả. Cũng vì nhiều cái mối quan hệ mà các bạn không biết là đâu mới là cái đối tượng thích hợp với mình. Với các cặp đôi thì do tâm lý buồn phiền nên là bản mệnh có thể cảm thấy khó chịu cho cả nửa kia của mình. Đấy. Nếu mà hành xử một cách ích kỷ theo cái ý của mình ấy, các bạn có thể là người gây ra những cái mâu thuẫn ngày càng sâu sắc. Đã vậy, dấu hiệu kẻ thứ ba nó xuất hiện rõ ràng. Nếu mà tình yêu giữa hai người mà chưa được thực sự sâu đậm ấy, thì rất dễ đứt cánh giữa đường. Với một số người tuổi Thìn đã kết hôn thì các bạn cần phải chú ý hơn đến cái trạng thái tâm tư cũng như là cái cảm xúc của đối phương, tránh chê bai khiến cho gì cái nửa kia buồn lòng và tình cảm gia đình nó càng ngày càng nặng nề và lâm vào cái chuyện bế tắc. Vậy nên để giữ gìn cái hạnh phúc gia đình cho mình và nâng cao cái vận khí của năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế và gì sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân để được trợ vận hộ thân, giúp gia tăng cái vận may về tiền bạc tài lộc cũng như được thái tuế, được tới tuế tinh che chở, giúp cho vận trình năm được thuận lợi và hanh thông hơn. Tiếp theo tuổi thứ hai ta xét đó là những người tuổi Mùi. Những người tuổi Mùi thì gặp cục diện là hình thái tuế, đúng không ạ? Hình thái tuế. Trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Mùi gặp nhiều cái trắc trở, khiến cho những người tuổi Mùi phải tốn khá nhiều thời gian để xử lý. Kế hoạch thì khó có thể phát triển rõ rệt. Bản mệnh nên cố gắng kiên trì, khi mà có vấn đề xảy ra cần phải cố gắng tìm hiểu nguyên nhân rồi thì có thể tìm cách khắc phục được nhanh chóng hơn. Trong năm nay thì còn cho thấy có cái họa tiểu nhân nó treo trên đầu những người tuổi Mùi. Bản mệnh dễ bị hãm hại hoặc là vướng vào cái họa thị phi kiện tụng. Hãy chú ý đến những cái chiêu trò mờ ám của đối thủ. Quý vị cần phải tỉnh táo trong mọi cái hành động và cái quyết định để tránh rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân. Bên cạnh đó, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp mang lại cái vận may về tiền bạc tài lộc trong năm 2024 Giáp Thìn này. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của cục diện hình thái tuế, những người làm kinh doanh buôn bán tuổi Mùi trong thời gian này cũng vấp phải không ít những chiêu trò của đối thủ. Lợi nhuận cũng dễ bị hao hụt, khó đạt được cái mức như kỳ vọng. Với những người làm công ăn lương thì công việc trì trệ có thể ảnh hưởng tới cái nguồn thu nhập chính của các bạn. Hơn nữa, có thể vì cái sự chủ quan trong cái việc đánh giá tình hình nên là các bạn còn có thể phải bỏ tiền túi ra để đền bù cái thiệt hại.
Cái sức khỏe trong thời gian này cũng là cái yếu tố gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái túi tiền của bản mệnh. Vì thế, trong cuộc sống hàng ngày thì các bạn cần tránh chi tiêu phung phí hoặc là cho người không đáng tin cậy vay tiền. Trên phương diện tình cảm thì những người độc thân có nhiều cái cơ hội để tiếp xúc với những người khác giới trong thời gian này. Tuy nhiên, các bạn cần nắm rõ trong cái vấn đề tình cảm, tránh những cái hành động mập mờ dễ gây ra hiểu lầm, hoặc là đặc biệt là không nên đứng núi này trông núi nọ hay là qua lại với nhiều người cùng một thời điểm. Những người có đôi có cặp thì cũng có thể trở thành nổi bật hơn trong mắt của người khác giới. Đây là lúc các bạn cần giữ cái khoảng cách với mọi người xung quanh, đừng để mình vướng vào những cái mối quan hệ phức tạp hoặc là gì, những cái lời đồn đại không hay. Vậy nên trong thời gian này để hòa hợp các mối quan hệ cuộc sống thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân và một cái kim bài thái tuế. Các vật phẩm đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân cũng như là kim bài thái tuế mang lại cái vận may cho mình trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Tiếp theo con giáp thứ ba chúng ta xét đó là những người tuổi Mão. Những người tuổi Mão gặp cục diện là Thìn và Mão lục hại, nó lâm vào cục diện là hại thái tuế như tôi đã giới thiệu ở đầu. Thì những người tuổi Mão trong năm 2024, đây là một năm hầu hết những người tuổi Mão, các kế hoạch của các bạn đều vấp phải cái sự cản trở nhất định. Vì thế, mọi việc nên là gì? Liệu sức mà làm, tránh đặt mục tiêu quá cao, tham vọng quá lớn, kẻo lại trèo cao thì ngã đau. Cục diện tương hại nó cũng khiến cho những người tuổi Mão dễ vấp phải những cái mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nếu không đủ sáng suốt để tự mình bảo vệ mình thì các bạn còn có thể rơi vào cái cạm bẫy của kẻ xấu, thậm chí là bị bán đứng. Làm ăn thì dễ bị đổ bể, hao tài tốn của. Với những người đang muốn thay đổi công việc thì hiện tại không phải là cái thời điểm tốt. Trước khi đưa ra những quyết định dứt khoát thì các bạn cần phải biết mình cần phải làm gì và muốn gì. Đừng chỉ vì gặp khó khăn nhất thời mà các bạn bỏ cuộc giữa chừng. Bên cạnh đó, cái phương diện tài lộc của những người tuổi Mão thì nói chung là các kế hoạch hợp tác với những người tuổi Mão trong năm nay ấy, thì cũng dễ đổ bể vì đối tác quay lưng giữa chừng do cục diện hại thái tuế nó mang lại. Các chiêu trò cạnh tranh chơi xấu của đối thủ cũng sẽ tăng lên, đòi hỏi những người tuổi Mão cần phải hết sức lưu ý. Con giáp này tốt nhất là nên cân nhắc khi mà tham gia những dự án công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đầu tư tốt nhất tùy theo cái khả năng của mình, không nên mù quáng chạy theo cái trào lưu hay là những cái ý tưởng nông nổi nhất thời. Đặc biệt, những người tuổi Mão cần đặc biệt tránh các công việc phạm pháp, lách luật hay là gì, những cái trò đỏ đen. Nếu không, rất dễ vướng vào cái họa thị phi kiện tụng lao tù. Chớ dại đánh đổi tương lai của mình vì những lợi trước mắt. Trên phương diện tình cảm thì những người độc thân nhìn chung ấy cũng khá vượng đào hoa. Nhưng tình cảm thì dễ đến cũng dễ đi. Con giáp này gặp nhiều người nhưng mà chưa chắc đối phương đã nghiêm túc và muốn gắn bó một cách lâu dài. Những ai mà đã có đôi có cặp trong thời gian này thì cũng phải đối mặt với những cái mâu thuẫn gia tăng. Đừng cố gắng thay đổi chỉ để làm gì hài lòng người khác. Để tình cảm được lâu bền hơn thì các bạn cần phải tìm cách để dung hòa mối quan hệ với nhau. Trong khi đó, những người đã có gia đình thì cũng cần tránh những cái cảm xúc thất thường với nửa kia. Ví dụ hay giận hờn vô cớ hay là trách móc vân vân. Một khi mà không thể làm chủ được cái cảm xúc ấy, thì những người tuổi Mão rất dễ hành động sai lầm. Đó. Và trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình và hóa giải những xung khắc thị phi, giúp mang lại cái may mắn về tài lộc tiền bạc, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân, giúp gia tăng cái vận may về tiền bạc, về tài lộc cho mình. Bên cạnh đó, do cục diện phạm hại thái tuế nữa nên quý vị cũng sẽ sử dụng một cái kim bài thái tuế để trợ vận hộ thân, để được thái tuế tinh tương trợ giúp đỡ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh vật phẩm phong thủy. Vòng tam hợp và kim bài thái tuế cũng được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó là con giáp thứ ba. Tiếp theo chúng ta xét con giáp thứ tư là bị phạm cục diện đó gì đi, phá thái tuế, đó là những người tuổi Sửu. Thì trong năm 2024 năm Giáp Thìn chịu ảnh hưởng của cục diện phá thái tuế. Vậy nên những người tuổi Sửu thường xuyên gặp bất hòa với bạn bè, với đồng nghiệp. Kẻ tiểu nhân thì xuất hiện cố tình gây phiền phức, khiến cho công việc của những người tuổi Sửu tiến hành một cách khó khăn. Thời điểm này thì những người tuổi Sửu cần phải chú ý hơn và chú trọng lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Không nên bảo thủ khăng khăng với những cái quan điểm cổ hủ của mình, nếu không rất dễ vướng vào những cái rắc rối mà không tìm ra được cách khắc phục. Bên cạnh đó, trên phương diện tài lộc của những người tuổi Sửu thì với những người làm công ăn lương thì các bạn thường xuyên bị kẻ xấu, bị kẻ tiểu nhân quấy phá,
khiến cho công việc không đạt được đúng tiến độ, ít nhận được những cái tiền thưởng nóng hoặc là những cơ hội được tăng lương thăng chức. Với những người làm đầu tư kinh doanh thì bản mệnh phải đối phó với cái sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ, thậm chí có kẻ còn tìm cách hãm hại bạn, đẩy mạnh bạn vào cái cảnh là hao tài tốn của. Vì thế, con giáp này cần phải cẩn thận trước những lời mời gọi đầu tư của người khác. Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày thì những người tuổi Sửu trong thời gian này cũng luôn chú ý quản lý tiền bạc của mình một cách thật chặt chẽ, không nên phung phí cho những cái hoạt động không cần thiết. Tốt nhất, hãy luôn có kế hoạch chi tiêu một cách rõ ràng hơn. Trên phương diện tình cảm thì với những người đã lập gia đình ấy, thì do tác động của cục diện là tuế phá, thái tuế. Vậy nên là trong thời gian này thì vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn vì những cái quan điểm không trùng lặp. Cái sự thiếu lắng nghe, sự không thấu hiểu khiến cho cái quan hệ tình cảm nó ngày càng trở nên lạnh nhạt. Chưa dừng lại ở đó, quan hệ cha mẹ và con cái trong nhà thì cũng thường xuyên xảy ra những cái tranh cãi, những cái bất đồng. Có thể những cái khác biệt về thế hệ khiến cho mọi người khó có thể hiểu được nhau. Nếu mà vẫn còn coi trọng gia đình mình ấy, thì các bạn nên đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể có cách hành xử hợp lý hơn. Và hãy quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, các bạn sẽ tìm ra cái hướng giải quyết cực kỳ đúng đắn. Vậy nên trong thời gian này để hóa giải cục diện tương phá cũng như là mang lại cái may mắn mà lại tài lộc cho mình, thì đầu tiên những người tuổi Sửu ấy, để hóa giải cục diện phá thái tuế thì hãy sử dụng một cái kim bài thái tuế để được tuế tinh tương trợ giúp đỡ. Bên cạnh đó, để mang lại sự êm ấm trong gia đình và mang lại cái tài lộc cho mình ấy, thì hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hóa giải những xung khắc thị phi và hòa hợp lại các mối quan hệ vợ chồng, hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, giúp cho gia đạo luôn được yên ấm, gia đình thì hòa thuận hạnh phúc giàu có trong thời gian sắp tới. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng. Vậy nên quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân cũng như là kim bài thái tuế mang lại cái may mắn mà lại tài lộc cho mình trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó là những người tuổi Sửu. Và tiếp theo, con giáp phạm thái tuế thứ năm mà con này là xấu nhất, đó là cục diện là xung thái tuế, đó là những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Tuất bị xung thái tuế. Các mối quan hệ xã giao của những người tuổi Tuất trong năm nay thì cũng không được tốt do chịu ảnh hưởng của cục diện xung thái tuế nó mang lại. Đa số thời gian thì những người tuổi Tuất sẽ phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ, dễ dẫn đến tình trạng là tâm lý mệt mỏi, căng thẳng, áp lực. Đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh là cái nguyên nhân mà khiến cho công việc của những người tuổi Tuất khó có thể tiến hành đúng theo cái kế hoạch. Các bạn cần nhắc mình thật bình tĩnh, không nên để kẻ xấu tìm cớ mà vin vào, kẻo hãm hại. Đấy. Nếu mà là người đứng ở cái vị thế lãnh đạo ấy, thì trong thời gian này những người tuổi Tuất không nên nghe theo lời xúi dục của những kẻ nịnh hót. Khi đứng trước các vấn đề thì những người tuổi Tuất cần phải có cái nhìn đa chiều và đúng đắn, đừng nghe theo cái lời nói một chiều của bất cứ ai. Bên cạnh đó, những người làm công ăn lương trong thời gian này nếu không chú ý vào cái nhiệm vụ của mình thì rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng và chiếm mất cái cơ hội lập công, khiến cho công sức của các bạn bỏ ra đều để trở nên uổng phí. Với những người làm ăn kinh doanh thì các bạn dễ gặp bất lợi khi mà đối thủ quá nhiều và họ đều mạnh mẽ, trong khi ấy, chính bản thân mình lại chưa tìm ra được cái lợi thế để cạnh tranh. Con giáp này cần phải thật sự bình tĩnh để đánh giá đúng cái tình hình thực tế cũng như là gì, cái điểm mạnh của bản thân, không nên vội vàng đưa ra những quyết định để rồi vướng vào những cái chuyện thua lỗ lớn hơn. Người thiếu kinh nghiệm nếu chủ quan dốc hết cái tài sản của mình vào đầu tư một cái lĩnh vực nào đó thì rất dễ phải chịu những tổn thất nặng nề, khó có thể thu hồi được vốn. Trên phương diện tình cảm trong năm nay thì những người tuổi Tuất và nửa kia của mình thường xuyên mâu thuẫn và có những cái ý kiến trái chiều với nhau. Chỉ một vấn đề nhỏ cũng có thể thổi bùng lên cái ngọn lửa giận giữa hai người. Thay vì chút những cái áp lực của cuộc sống lên đầu của người ấy thì hai người cần phải thường xuyên trải lòng ra với nhau. Với những người độc thân, nếu có người thầm thương trộm nhớ, cái thái độ chần chừ của các bạn dễ khiến cho gì đánh mất cái hạnh phúc của mình. Vậy nên các bạn hãy dũng cảm và chủ động hơn trong cái việc nói ra tình cảm của mình. Dù có quý trọng người ấy đến đâu đi chăng nữa mà chỉ giấu trong lòng ấy, thì đối phương cũng sẽ chẳng thể nào biết và cho bạn cái cơ hội để các bạn mở lòng mình ra được. Đó là những người tuổi Tuất, con giáp thứ 5 là bị xung thái tuế, đúng không ạ? Như vậy là trong năm chúng ta sẽ có 5 con giáp, đúng không ạ?
Những người tuổi Thìn là vạn phạm vào trực thế tuế và hình thế tuế. Những người tuổi Mùi thì vạn vào hình thế tuế, đúng không ạ? Những người tuổi Tuất là xung thế tuế. Những người tuổi Mão là hại thế tuế và những người tuổi Sửu là phá thế tuế. Như vậy trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì sẽ có 5 con giáp bị vào cục diện là phạm thế tuế. Đấy. À, vậy thì khi mà phạm thế tuế thì cần phải làm gì để có một cái cuộc sống được tốt hơn? Đấy. Cần phải kiêng kỵ những điều gì? À, thưa quý vị, thì ông cha ta cũng như là các thầy phong thủy có khuyên là gì? Trong năm phạm thái tuế thì những tuổi này có nhiều cái vướng mắc trong cuộc sống. Vì thế để gặp được những cái điều may mắn hơn thì cần phải kiêng kỵ những cái điều sau đây. Thứ nhất là tránh cãi cọ hoặc là tranh chấp với những người khác và lo chuyện bao đồng. Vì như vậy có thể sẽ khiến cho mọi chuyện gọi là chuyện bé xé ra to, tự tạo thêm cho mình cái kẻ thù mà mình không biết. Thứ hai là kiêng kỵ đến những nơi cái âm khí vượng như nơi hoang vắng, rừng sâu, núi thẳm, bệnh viện, nhà xác, nghĩa địa, vân vân. Thứ ba là trong năm phạm thái tuế thì một số người vẫn kiêng là kiêng gì, kiêng động thổ làm nhà hoặc xây cửa vân vân, cưới hỏi, vì rất dễ vướng vào cái chuyện bất chắc do cái tâm trạng bất ổn, sức khỏe suy giảm, vận khí thì thiếu ổn định. Hơn nữa là trong năm phạm thái tuế thì cũng không nên tham gia các hoạt động mạo hiểm, càng không được phóng nhanh vượt ẩu hay là gì uống rượu khi lái xe, có thể sẽ dẫn đến những cái tai họa khó lường nó đến với chúng ta. Đó. Vậy thì hóa giải thái tuế bằng cách nào, đúng không ạ? Quý vị thân mến, trong phong thủy thì các thầy vẫn nói là gì? Bệnh quỷ thì có thuốc tiên, không gì là không hóa giải được. Trong cuộc sống dù năm vận hạn thì hoặc là đụng độ với thái tuế hay không ấy thì cũng khó khăn hay là thất bại cũng không thể tránh khỏi. Mỗi người đều có những cái trách nhiệm gánh vác và cái nỗi suy tư khác nhau ở cái thế giới này. Vì thế, chìa khóa để hóa giải xui xẻo, tăng cường cái phúc phần đó chính là gì? Quý vị hãy học cách kiểm xúc và giữ cho cái tinh thần được tỉnh táo là cái điều mà cần thiết nhất. Lúc nào cũng phải giữ cho mình cái tâm thái lạc quan, suy nghĩ một cách tích cực hơn, luôn gắng hướng về phía trước, nỗ lực giải quyết những cái vấn đề để phát sinh ấy, và mọi việc nó sẽ có thể gì hóa giải được ít nhiều, thậm chí biến khó khăn thành cái cơ hội để lật ngược cái xui thành cái may. Đó. Bên cạnh đó thì quý vị cũng cẩn trọng khi tiến hành làm những việc lớn. Và năm phạm thái tuế thì cần phải cân nhắc kỹ trước khi mà quyết định tiến hành những cái việc đại sự như là kết hôn, mua nhà, động thổ vân vân. Nếu tiến hành ấy, thì cần phải chọn ngày lành tháng tốt để hóa giải những cái điều không may mắn đó. Bên cạnh đó thì các bạn cũng cần phải chú ý đến an toàn cho bản thân, hạn chế đến những cái nơi hoang vu hẻo lánh hoặc một mình đi đến những cái nơi mà âm khí nặng thì cũng không nên tham gia vào các trò chơi mạo hiểm, và chú ý cái an toàn giao thông trước mọi tình huống thì cũng nên giữ cho tâm thế của mình được lạc quan, tích cực và tìm những cái sự kiện vui vẻ, đúng không ạ? Cách hóa giải thái tuế như sau. Thì đầu tiên, hóa giải thái tuế trên phương diện sự nghiệp. Thì cách hóa giải thái tuế trên phương diện sự nghiệp thì là một, để lúc nào cũng phải có một cái tinh thần lạc quan, tích cực, không than thân trách phận khi đối diện với những khó khăn. Hãy học cách nhìn nhận vấn đề trên nhiều cái góc độ khác nhau, các bạn sẽ thấy cái hướng đi mới để giải quyết cái công việc. Trong cuộc sống hàng ngày thì hãy giữ cái quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, dù có mâu thuẫn xảy ra thì cũng thì hãy giải quyết bằng cái biện pháp hòa bình. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nó sẽ khiến cho các bạn tránh được nhiều cái rắc rối, hạn chế gây thủ chuốc oán với kẻ tiểu nhân, đồng thời được nhiều người giúp đỡ khi gặp hoạn nạn khó khăn. Vậy nên cái hạn thái tuế này thì trong năm quý vị cũng hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được tương trợ giúp đỡ, giúp mang cho mình lại cái vận may trong cái năm hạn thái tuế. Bên cạnh đó thì quý vị cũng hãy nhớ là sử dụng một cái kim bài thái tuế được tuế tinh che chở giúp đỡ, giúp cho vận trình năm nó được thuận lợi và may mắn hơn. Đó. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh hai vật phẩm hóa giải thái tuế này. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách hóa giải cái hạn thái tuế và hạn thái tuế là gì, những con giáp nào bị phạm thái tuế trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.